với sự tham gia của các diễn viên Trương Kế Thông, Quỳnh Thúy Như, Trương Chấn Lãng, Hà Quân Thành, Ngô Nghiệp Khôn, Cung Gia Hân, Mạch Trường Thanh cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất La Trứng Nhạc, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Thùy Trang, Khánh Văn, Ý Nhi, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Ngọc Tuấn, Cẩm Thuận, Thanh Liêm, Hồng Ân. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình phần 2. 240 triệu. Chúc mừng năm mới. Năm mới phát tài, năm mới phát tài. Bác gái, một chút quà mong là bác thích. Cảm ơn, được, được. Hao à, đại ca đại lợi nhân. Cảm ơn bác trai, cảm ơn nhiều. Hao, qua đây, qua đây. Đi em có rồi mà. Đây, đây, tôi cũng chúc cho cậu. Quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào. Sức khỏe dồi dào. Quá, nè, ông xã. Nè, có chuyện gì vậy? Em trúng số rồi nè. Thật vậy không? Là giải gì vậy? Độc đắc hả, độc đắc hả? Em đã trúng giải ba. Giải ba? Vậy là bao nhiêu tiền hả? 20 mấy ngàn lận đó. Trời ơi, vậy tối nay mời đi ăn cơm đó. Chị dâu khỏi nấu cơm nữa. Trời ơi, cái đồ tham lam tránh ra đi. Nè, Tết trúng số là hên lắm đó. Là điểm tốt đó nha. Phải á, đúng vậy á. Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ được trúng giải. Một cái kem cũng chưa từng trúng đó. Em biết là gia hảo mang may mắn cho chị đó. Phải nói là người đã làm mẹ đều gặp may mắn đó. Ý, còn nói như vậy có nghĩa là thường cô trúng giải rồi đó hả? Động đắc, động đắc hả, động đắc hả? Giải gì vậy? Má cũng muốn lắm. Nhưng mà không phải. Là mấy cái thẻ cào của siêu thị thôi. Trúng phiếu tiền mặt 2.000 lần đó. Hay quá. Cũng có đến 2.000 hay sao? Vậy là con gặp mai rồi. Bữa tối hôm nay có người trả tiền hay rồi. Quá. Ở siêu thị mà cũng trúng được phiếu tiền mặt là may mắn lắm đó. Ê nè nè, mọi người nói á, cái gọi là vận may có thật sự là sẽ nối tiếp nhau mà đến hay không? Coi nè, miễn phí một bịch khoai tây. Hay thiệt. À, giỏi lắm. Hay là vậy đi, đãi vài bàn để ăn mừng cho con nha, chịu không? Giỏi lắm. Sao hả? Cái tuần này con lần nào ăn cũng trúng, liên tiếp 3 lần rồi. Má ơi đi à, có chỉ lớn một chút đi, con học tập chú nè, đúng là không bao giờ tiến bộ được hết. Học tập cậu. Chú à, sao hôm nay phản ứng của chú kỳ lạ quá vậy? Giống như thường ngày là chú đã... Qua vậy đó. Vừa không la làng mà vừa nói cái giọng không quan tâm. Nói, con phải trúng độc đắc mà không báo cáo không nói. Ngồi yên. Con đang giấu chuyện gì phải không? Con mau nói ra đi, nếu có hôm nay mà không khách sáo với con đâu. Đập em đó. Hôm đó con và Tào Tổng vào trường đua ngựa. Ông ấy kêu con đặt con ngựa, ít người đặt. Con chỉ mua chút xíu thôi. Không ngờ đã thắng. Thắng được bao nhiêu? 80 mấy ngàn. Lẽ là chú nói không có gì hết. Vậy rồi chú còn bắt người ta mời ăn, chú ăn gian. Nhà này nhiều người may mắn như vậy, tôi thật sự phải lên thường xuyên để được may mắn ghé. Nè, khoan đã. Mọi người may mắn như vậy bộ không sợ hay sao? Trước đây báo đài hay đưa tin có một vụ. Nè, đừng nói mà. Tôi biết là cậu muốn nói vụ nào. Người trong nhà liên tục trúng độc đắc, sau đó đi ngoài đường liên tục bị té, sau đó liên tục bị đủ việc, sau đó lại miệng đi. Đang là Tết mà con lại nói những chuyện không tốt lành như vậy sao? Chúng ta đâu phải trúng mấy triệu hay là mười mấy triệu gì, có gì đâu chứ. Đâu thể nói vậy được. Dù sao cũng là tiền bất ngờ, nhất định phải quyên góp đi một ít tiền, an tâm hơn. Đúng không vậy chú? À, chị dâu à, chị quyên góp bao nhiêu? Gì chứ, cái đó là phiếu tiền mặt để mua hàng ở siêu thị, đâu phải tiền mặt. Nghĩa là dùng tiền của em để đi quyên góp. Chị dâu đúng là giỏi tính toán, thông minh lắm. Của chú là tiền mặt. Nè Thường ơi Thường, không thể tính như vậy. Con nói như vậy là không có đúng rồi đó. Nè câu mà hổ con vừa nói mới đúng đó. Thì chuyện quyên góp tiền không phải là trúng giải mới quyên góp đâu ha. Từ ngày mình có khả năng giúp đỡ thì giúp đỡ người ta thôi. Đúng đó ba. Vậy trúng giải thì càng nên quyên góp đúng không? Góp, em đâu có nói là không góp chứ góp. Tốt. Quyên góp cho tổ chức nào, quyên bao nhiêu tiền? Theo tôi thì thật ra quyên góp 10% đã rất có thành ý. 10% thì ít quá. Chị dâu cả, em quyết định góp một túi. Một túi. Nhân dịp Tết em quyết định góp. Mau.
Hiền mau cứu người, yeah yeah yeah. Hiền mau cứu người, yeah yeah yeah. Ông Tân, có một món quà được gửi đến từ Tokyo, Nhật Bản. Tôi biết là cái gì rồi, anh cứ để trên bàn cho tôi đi. Dạ. Xin lỗi, tôi đến gặp ông Tân. Ông Tân, cho anh Mã đến rồi. Vào đi. Ông Tân, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp rồi. Văn bản mà ông cần. Cảm ơn anh nha, đang nghỉ Tết mà cũng làm xong cho tôi những văn bản nhà đất này. Tôi nên làm mà. Ông Tân mới trang trí lại hả? Có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật đó. Tôi nghĩ sự tu dưỡng đối với nghệ thuật của ông Tân nhất định là thăng hoa đến cấp thần thánh rồi. Ý, có ai nói với ông là mặt ông có nét giống với lại Picasso không? Vậy sao? Tôi luôn cảm thấy cho anh bà nói chuyện là đúng ý tôi nhất đó. Nè, cho anh coi thứ này nè. Đây là tác phẩm tranh mà tôi vừa mới hoàn thành xong đó. Vào giờ tí của năm thân, cảm hứng của tôi dâng tràn dữ dội, cầm cây cọ lên không thể dừng được, thế là không ngừng vẽ. Và hết mấy ngày vừa mới hoàn thành xong. Tên là Happy Monkey, Happy Money. Chúng tôi tất cả người Hồng Kông tiền vô như nước. Có thấy trừu tượng không? Nhìn vào có thấy cảm động không? Tôi nhìn lâu rồi à, tôi có cảm giác muốn khóc cơ. Vậy sao? Tôi còn tác phẩm khác nữa, anh còn có khóc không nha? Được. Chờ một chút. Ông Tân à, ông bận như vậy thôi tôi không làm phiền ông nữa. Được. Alo. Chờ chút nha. Nè, nhân dịp Tết lấy món quà về đi, cứ chọn tùy thích. Cảm ơn ông Tân, nên tôi chúc ông luôn có nguồn cảm hứng dồi dào ha. Được, tôi nói là được chọn, đương nhiên là chọn món đắt tiền nhất rồi. Món này có vẻ đắt tiền nhất nè. Món quà do thập đại tỷ phú Hồng Kông tặng quả là có khác, cái hộp đựng cũng đẹp hơn người ta. Nặng tay thiệt đó. Không lẽ là vàng ta? Chén cơm vàng. Đúng là chén cơm. Chắc là tác phẩm nghệ thuật gì rồi. Nè, muốn tìm cái gì? Em đang tìm món quà mà. Ở bên đó kìa. Không phải cái đó, mà là món quà của Tăng siêu nhân tặng đó. Không phải cái đó, món quà mà em đã để ở đây nè. Về rồi đây. Ủa, đâu hết rồi? Ủa chú, về rồi hả? Mọi người đâu? Đang chơi mặt trượt. Chơi mặt trượt mà không đủ, có biết chú tên gì không? Thật mặt trượt mã tráng, mau qua bên đó đi, không phải con già hảo nữa. Ê nè, tự nhiên vậy đúng lúc đó, tối hôm qua chú về có cái hộp quà để ở đây, con có thấy không? Nè, anh đây con nè. Rửa bình sữa xong là vào phòng ngủ với gia hảo rồi, không để ý cho lắm. Chứ sao con lại không để ý chứ? Nè, hộp quà của con có phải là cái hộp màu đỏ được gục lại bằng sợi dây vàng hay không? Bà có thấy quà hả? Đó. Ăn hột dưa, uống trà ngon thôi. Ê, ai đem món quà về mà để lung tung không gọn gàng chút nào? Ba, hả? Ba nhớ là thật sự để ở đây sao? Đúng là ở đây mà. Ba, sáng nay ba đang cái gì vậy? Cô tên là gì? Chị ấy, chị ấy tên là gì hả? Làm cái gì vậy? Con nghĩ ba bị đảng trí sao? Phải không phải vậy? Nè khoan nói đã. Ba chắc chắn đã để ở đây chứ? Thường à, không lẽ cả con không, cũng... Không. Con nghĩ là con có thấy qua. Nè. Bà đâu có nhớ nhầm đâu. Cô xin lỗi. Chị dâu lấy cho em đi. Lấy cho em đi. Tôi không biết hộp quà đó của chú. Bình thường chúng ta nhận được quà mà ăn không hết thì đều dùng để trả lễ. Nên hồi sáng Tôi hiểu. Sếp đại đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi còn phải đi chỗ khác chúc Tết nữa. Vậy tôi đi trước nha. Để tôi tiễn anh. Không cần khách sáo làm gì. Đi. Chào gì, chúc mừng năm mới. Được. Chờ chút. Ba là gì, chúc chúng ta năm mới vui vẻ kìa. Vậy tôi đi trước nha. Năm mới vui vẻ. Khoan đi đã, sếp tặng quà cho chúng tôi phải lì xì lại cho sếp. Chờ chút, tôi vào phòng lấy nha. Nè, không cần khách sáo, tôi không ngại mấy cái này đâu mà. Không được. Thôi vậy đi, nè, ý nghĩa thôi. Cái này nha. Chị đã lấy hộp quà của em tặng cho sếp Lợi. Chị có nhầm lẫn hay không vậy? Bao nhiêu phần quà để đó sao chị lấy hộp quà của em? Sao chị không hỏi em? Xin lỗi mà, tôi đã nói là không biết. Ba, gọi điện cho sếp Lợi, kêu sếp Lợi mang hộp quà trả lại. Nhanh. Quà tặng người ta rồi làm sao có thể kêu người ta trả lại? Hộp quà của em có gì quan trọng mà nhất định phải lấy lại vậy? Phải đó, không biết căng thẳng làm gì nữa. Nhìn cái hộp thì biết ngay là hộp bánh mừng xuân rồi. Là bánh thì khỏi lấy lại rồi, là cái chén đó. Chén mà. Cái chén mưu sinh của tôi đó. Ê, hay quá, tôi gặp được anh rồi. Anh là trợ lý của Tăng siêu nhân, chuyện gì vậy? Hôm qua đến đây anh có lấy cái hộp quà mà trên đó có một cái nơ dây màu vàng không? Dây vàng hả? Có. Là anh lấy đi thật hả? Có đã. Món quà đó là ông Tăng kêu tôi tự chọn tùy thích mà. Ồ, tôi không phải là trách anh. Chỉ có cái là món quà đó không phải là để tặng cho khách, mà là bảo bối của ông chủ đó. Bảo bối? Chỉ là cái chén bình thường thôi mà. Anh đã tháo ra xem rồi hả? Xin lỗi, không được coi à? Không phải.
Chỉ là anh phải cẩn thận một chút, đừng bao giờ làm bể đó. Làm bể thì mua cái mới thôi, bình thường thôi mà. Không mua được nữa đâu, trên thế giới này chỉ có một cái thôi, là độc nhất vô nhị. 240 triệu đó. 240 triệu hả? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ tôi biết là ở chỗ của anh thì tôi yên tâm rồi. Nếu như mà làm mất, tôi và anh đều gặp chuyện lớn đó. Nè, món quà quý giá như vậy thì không thể để ở nhà được. Bây giờ tôi lập tức lái xe về nhà lấy lại trả cho Tăng Siêu Nhân. Vinh à, làm phiền anh thật là ngại quá. Vậy trước nhà, bye 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 bye. Ba sao rồi, anh sắp đợi nó sao hả? Ông nội gọi qua đó mà ông ấy cũng không nể mặt ông sao? Không phải, mà là cả ông ấy cũng không biết món quà đâu mất rồi. Không lẽ sếp lại cũng giống như chúng ta, nhận quà xong sau đó tặng lại cho người khác? Phải không đó. Phải, đã đưa cho Lạc Nhi đem về CC Fitness làm quà rút thăm trúng thưởng mừng năm mới rồi. Không phải chứ, đem 240 triệu đi rút thăm sao? Ai trúng được đúng là giàu to rồi. Phải chỉ chưa? Sợ là người trúng được không biết cái chén đó đắt tiền như vậy nên tùy tiện đem bỏ đi thôi. Không được, mà lập tức gọi cho sếp đợi, kêu con gái ông ấy và các đồng nghiệp đem theo hộp quà ngày mai đem về phòng tập gym. Ngày mai cô lên đó lấy về. Hộp quà có cái nơ màu vàng đâu? Thì hộp này nè. Hộp này hôm qua tôi mới lấy được, chỉ là mì bào ngư thôi. Không phải là cái nơ bằng dây vàng hộp màu đỏ đó, là ba cô lấy về đó. Tôi không biết có phải hộp quà mà ba tôi đem về từ nhà anh. Nè, có phải cần đem lại mấy hộp quà rút thăm về đây hay không? Không phải, hôm qua anh cũng có rút thăm mà. Thì lấy được cái hộp này nè. Phải rồi, chính là cái hộp này nè. Cảm ơn. Nè, anh muốn cái gì đây? Tôi hiểu, nhìn mặt anh tham lam như vậy, 1.000 đồng đối với anh. 1.000 đồng? Phải. Phải xem xét lại. Mã tráng này thích nhất là những người tham lam như vậy. 2.000. 2.000? Ừ. Giá chốt 3.000. Wow. 3.000 thì 3.000. Một tay đưa tiền, một tay đưa hàng. Cảm ơn nhiều. Cô kia. Tráng, ăn cơm, ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Ngồi xuống đi Tráng. Tráng à, con mới đi gặp Tăng Siêu Dân có đúng không? Anh ta nói sao rồi? Tiêu rồi. Con nghĩ con tiêu chắc rồi. Tiêu rồi. Không sao đâu. Chú à, đừng vậy mà, không sao đâu. Mình tỉnh đi. Con khéo diễn lắm phải không? Thần chi mã tráng, đúng là thần chi mã tráng. Làm mất cái chén trị giá 240 triệu mà cũng không sao. Ông Tăng nói là không tri cứu. Ông Tăng nói không tri cứu có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Con sinh ra đã tốt số vậy. Anh có ganh tị với em không? Con thật sự là sợ không có bạn bè đó. Chú à, chú giỏi lắm. Tất nhiên rồi. Khoan đỡ. Chú làm sao mở miệng nói chuyện với ông ta vậy? Thì nói thẳng với ông ta thôi. Ông Tăng nói 240 triệu đối với ông chỉ là con số nhỏ, có mất cũng không là gì. Còn nữa, ông ấy nói là bản thân cũng có trách nhiệm chưa nhìn rõ đã tặng cho em. Vậy thì tốt rồi. Nè, vậy con người ông ấy cũng công bằng thật đó. Công bằng lắm. Lần này đúng là may mắn thật đó. Phải. Tất nhiên rồi. Làm gì vậy? Em là người đàn ông bị xem là gần với thần thánh nhất, không có chuyện gì không giải quyết được. Ăn cơm thôi. Vậy là yên tâm rồi. Hết lo lắng rồi đúng không? Tôi cứ lo cậu ta không tìm được, cô biết không? Hồng Dơ. Ông bắt đầu chơi người máy từ hồi nào vậy hả? Không phải của tôi đâu, là của Mã Tráng đem tới đó. Phải hả? Toàn bộ đều là người máy của nó. Nó đem tới đây làm gì vậy? Đem tới đây gửi bán đó. Gửi bán hả? Tôi biết, chúng ta từng nói không cho gửi bán, nhưng mà em trai của anh đem tới nên tôi mới nhận thôi. Cậu ta đặt giá cao lắm đó, làm sao bán ra được. Mà nói thật nha, có phải là sợ sếp đại la cậu ta tốn tiền để mua mấy cái thứ như vậy cho nên định đem giấu ở đây không? Cái của cậu ta độc đáo thiệt đó. Nói, tại sao đem đóng bảo bối ra tìm đồ cũ gửi bán gì? Có chuyện gì? Mượn chỗ để thôi mà. Thực ra thì hôm đó em đã... Khách của anh đổi giờ hẹn đột xuất, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Có phải vụ việc của Tăng Siêu Nhân xảy ra vấn đề không? Nè, cậu nói đã trao đổi với Tăng Siêu Nhân, nói là không sao mà. Hả? Hôm đó đúng là em có đi gặp Tăng Siêu Nhân. Nhưng mà sự việc là gì? Xin lỗi, ông Tăng đâu? Kinh Mã, anh đem cái chén đến trả hả? Thực ra anh để cho tôi được rồi, tôi đưa ông chủ gì mà anh. Không, tôi có một việc khác cần gặp ông Tăng. Nhưng mà ông ấy không có ở đây, ông ấy đã bay qua anh để họp rồi. Ngày mốt mới về đó. Ngày mốt, vậy ngày mốt tôi đích thân trả lại cái chén cho ông Tăng nha. Thật ra không sao đâu, dù gì tôi cũng nói với ông chủ là cái chén đang ở chỗ của anh. Ông ấy đã cảm thấy yên tâm rồi. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh nè, anh ngồi đi. Tôi muốn hỏi nếu như
Tôi muốn biết là lỡ như cái chén bị mất, anh nghĩ ông Tăng sẽ sao đi? Vậy thì nguy to rồi. Lần trước em họ của ông chủ làm mất cái bình hoa đồ cổ của ông ấy. Ông ấy không chỉ bắt người ta đền tiền, họ còn kiện tới anh ta phá sản. Phá sản? Tăng siêu nhân ngay cả em họ ổng cũng kiện. Em là gì của ổng chứ, một kẻ hay nịnh bợ ổng thôi. Bây giờ em làm mất 240 triệu của ổng, sao ông ấy tha còn được? Cho nên chú mới đem đống bảo bối đi gửi bán, chuẩn bị sẵn tiền để khi phá sản sẽ thiệt hại ít hơn hả? Nè, về chuyện này thì thường cũng có trách nhiệm. Cổ chưa nhìn rõ mà đem hộp quà tặng cho người ta. Nếu như phải đền, anh chị cũng sẽ đền. Ông xã à, làm sao mà đền? 240 triệu, không phải 2.400. Nếu vậy thì bán tiệm đồ cũ đi, còn không thì bán luôn căn nhà này. Bà, câu lạc bộ mạng quạt và văn phòng làm việc nếu như bán ra trị giá cũng hơn 1 triệu. Tự nhân à. Thật ra con cũng có ít tiền để dành, bán cổ phiếu đi cũng có 150.000. Nè, mọi người đừng có ngốc cả đám như vậy được không? Cho dù bán hết mọi thứ cũng chỉ được mấy chục triệu mới đủ trả số lẻ thôi. Còn 200 triệu đó, tính sao? Em không phải nói là không đền, mà là chúng ta trả không nổi đâu. Làm như vậy khác nào cả nhà chết chung. Chị dâu, chị đừng nói mọi người nữa. Nè, ý tốt mọi người con đã hiểu rồi. Cái chén đó là bản thân tôi làm mất, một mình tôi sẽ gánh hậu quả được chứ, hả? Căn nhà cũ của chị nghĩ hiện giờ trị giá khoảng 12 triệu. Rồi bán luôn cổ phần của Nhất Gia Nhất, tiền mặt trang sức của chị và di sản mà lần trước chị nhận được. Chị nghĩ có 50-60 triệu. 50-60 triệu? Trước đây em không phải nói là em chỉ có 30-mấy triệu thôi sao? Đó là chuyện của nửa năm trước rồi. Chị dâu à, chị thật sự như một con gà biết đẻ trứng vàng đó. Nè, vậy mọi người tổng cộng lại với nhau có đến cả 100 triệu. Có một nửa là có thể thương lượng. Thương à, nhà họ Mã có con thật sự là phước của nhà ta. Kiếm lại được mà không sao đâu hả? Chị dâu à, có chuyện gì rất quan trọng cần giải thích với tôi vậy? Nói đi. Ông Tăng à. Nè, Tức là vậy. Thật ra cái nè, từ ngày nói chuyện suông miệng lắm mà sao hôm nay lắp bà lắp bắp như vậy chứ? Cái chén trị giá 240 triệu của ông Trăng à? Sao bà lại tới đây? Để con giải quyết được mà. Nè, con giải quyết cái gì? Con á, đúng là sơ ý quá. Con để quên ở nhà, quên mang tới nè. Món quà của tôi. Bác Mã cứ ngồi tự nhiên nha. Được rồi. Đúng là cảm ơn bác nhiều lắm. Bác Bác Mã phải đích thân mang đến tận đây cái chén để trả lại cho tôi. Đừng khách sáo. Cho anh. Dạ. Anh có sự tu dưỡng về nghệ thuật mà. Anh coi cái chén này đi. Đặc biệt lắm, có phải như vậy không? Đúng là đặc biệt lắm. Nhưng mà ông Tăng à, kiến thức của tôi kém cỏi. Tại sao cái chén lại trị giá 240 triệu vậy? Tôi nói nghệ thuật với anh, anh nói tiền với tôi sao? Không. Nói trở lại nghệ thuật. Cái chén này á, công lẫn nguyên liệu trị giá... May quá, bây giờ trị giá 500 triệu rồi. Gì chứ? 50.000 yên đó. 50.000 yên? Tức là bao nhiêu tiền? Khoảng 2-3 ngàn hả? Không. Ông Tăng à, chén này không phải trị giá 240 triệu sao? Nè, tuy năng khiếu nghệ thuật của tôi cao, nhưng mà tác phẩm của tôi chưa đến nỗi có giá trị ngang bằng thầy tôi là nhà nghệ thuật đẳng cấp Tanaka. Cái chén này do ông làm? Đúng vậy, có phải rất có linh khí không? Rất có linh khí. Nhưng mà trợ lý của ông nói với tôi, cái chén này trị giá 240 triệu, anh ta nói dối sao? Tôi không có. 240 triệu là cái tên tôi đặt cho cái chén này thôi. Từ đầu tôi đã có ghi ở dưới đáy chén rồi. Ai không nhìn thấy sao? Ba. Hả? Thì ra cái chén cũng phải đặt tên cho nó. Làm lo sợ một phen. May mà bây giờ có thể yên tâm rồi. Con đã nói rồi mà, làm gì có cái chén trị giá tới 240 triệu kia chứ. Cậu bốn mắt à, cậu chuyển sang họ Mã rồi sao? Hả? Tên là Mã Hậu Pháo á. Nè, sao chú lại nói hào? Cả sự việc là do chú gây ra đó. Do chú gây ra, cả sự việc là do chị Lệ Thường gây ra. Chứ đúng là vô lương tâm. Tôi dốc hết sức giúp chú, chú còn đổ thừa tôi. Đủ rồi, đừng gây nữa. Nhân vật then chốt trong sự việc này còn chưa lên tiếng mà hai người gây cái gì vậy hả? Không phải đó. Ba, rốt cuộc sao cái chén lại trở về trong tay ba vậy hả? Muốn biết hả? Nè, nguyên nhân chính là hôm nay á, ông chủ Lương lên đây chúc Tết với bà đó. Xếp lại, chúc sức năm mới, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
anh cũng như vậy ha. À, ông chủ Luân à, ơi, hộp quà này là thằng Tính nói với tôi rằng gia đình sếp đã tặng món quà cho Johnson, ai ngờ Lạc Nhi lại đem về phòng tập gym làm quà đút thăm. Mã Tráng có tìm cách nào cũng không có tìm được, có đúng gì không? À, đúng rồi, đúng rồi. Với hộp quà này là Lạc Đồng đã đem hộp quà đến chúng tới với tôi. Thế vậy tôi nghĩ mấy chuyện này hình như có liên quan với nhau. Sếp nghĩ cái hộp quà này được thắt nơ màu vàng, có khi nào là hộp quà Mã Tráng đang tìm không? Chỉ vậy thôi sao? Thật là không ngờ, sao bao sự nhầm lẫn cái chén lại trở về tay chúng ta. Cũng tại chúng ta thường hay đem những món quà mà người ta tặng cho mình tặng lại cho người khác, tặng đi tặng lại nên mới dẫn tới rắc rối như vậy mà thôi. Chuyện này dạy chúng ta một bài học là về sau người ta tặng quà cho chúng ta thì phải đem cất kỹ, đừng có tái phạm nữa, có biết chưa? Hại chúng ta bị một phen lo sợ thì ra cái chén không hề đáng giá gì cả. Cũng đâu phải, chúng ta cũng có thu hoạch mà. Là cái gì? Ít ra chúng ta biết được tài sản của má tăng gấp mấy lần sau nửa năm. Phải đó, phải đó. Còn dám nói nữa, tự nhiên bị mọi người biết hết chuyện riêng của tôi. À, nhưng mà vậy đến cuối cùng chị cũng chịu lấy tiền ra để giúp cho em. Em thực sự rất cảm động. Chị dâu, cảm ơn chị. Thực ra một gia đình bình thường có đến 100 triệu đúng là không đơn giản. 100 triệu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ba cho con hả? Thật ra nhà họ Mã chúng ta cũng có 240 triệu. Chuyện nhỏ? Chúng ta cũng có. Sao ba có nhiều tiền quá vậy? Sao lúc trước ba không chịu lấy ra? Sao ba lại vậy chứ? Phải, nhưng 240 triệu đó không có phải là tiền. Vậy chứ là gì? Các con muốn biết hả? Nghe rõ nè, nói 200 triệu trước, 100 triệu thứ nhất, những chuyện vui thì phải thường xuyên nhớ đến. 100 triệu thứ hai, những chuyện không vui thì phải quên nó đi. Còn về 40 triệu đó thì thứ nhất, luôn luôn phải coi trọng sức khỏe. Thứ hai, đừng bao giờ tham lam đó. Thứ ba, nhớ là phải thường xuyên làm việc thiện. Còn về điều thứ tư, bỏ đi hết mấy cái đứa này thiệt tình. Cũng may là còn có Gia Hảo ở đây với ông cô ha. Nè, Gia Hảo à, 10 triệu còn lại ông sẽ tặng cho con nha ha. Điều cuối cùng mà ông vừa nói chính là phải luôn luôn yêu thương gia đình của mình đó. Có được không? Ê trời ơi, con cũng cười ha. Liễu rậm hoa thưa lại sống chung. Chúc mừng. Năm mới phát tài, chúc ông chủ chị mũi lớn chị mũi nhỏ sức khỏe dồi dào, chúc hạnh phúc luôn may mắn. Tôi cũng chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Cảm ơn ông chủ. Tinh thần như đồng, đại cát đại lợi. Cảm ơn chị mũi lớn, cảm ơn chị mũi nhỏ. Cảm ơn. Ê, sao cả buổi sáng con thấy thân hành đâu hết trơn vậy? Khai trương năm mới ngày đầu tiên đã đi trễ, cậu ta đúng là ngứa tai muốn bị la mà. Nói về đại lục rồi, đang trên đường về nè, đó. Chị đưa cái này cho cậu ta giùm. Được. Tiểu Hoa, đại cát đại lợi, sức khỏe dồi dào. Đây cho cô lì xì. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn chị mũi lớn mũi nhỏ. Tiểu Hoa, có chuyện gì không được khỏe hả? Tôi làm mất cái điện thoại. Hả? Không lẽ cô có những tấm hình không thể cho người khác xem? Không phải. Vậy thì có sao đâu. Vậy cô đi qua những chỗ nào thử quay lại tìm xem. Hôm qua tôi qua thẩm quyến, buổi tối phải cầm rất nhiều đồ về đây, đâu có rảnh tay để lấy điện thoại ra. Tôi về đến nhà trọ là ngủ ngay, sáng nay mới phát hiện bị mất. Vậy chắc chắn không tìm được rồi. Vậy cô mau chóng báo mất, mua điện thoại mới đi, không có điện thoại không tiện đâu. Để suy nghĩ lại, tôi đi làm gì đây? Sao trễ vậy, chị ấy vẫn chưa về? Trời ơi, không hay rồi, không hay rồi, chị ấy gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Đầu năm đầu tháng mà nói như vậy. Chị ấy nói hai hôm nay đều không gặp được thành Thân Hành. Ai ngờ tối qua Thân Hành gọi điện cho chị, nói là gặp chuyện rồi, cần có 5.000 để cứu mạng. Vậy là kêu chị ấy sáng sớm hôm nay chuyển khoản 5.000 qua tài khoản của bạn cô ta. Thế là chị ấy đi chuyển tiền. Sau khi chuyển khoản gọi cho Thân Hành, điện thoại toàn không liên lạc được. Rốt cuộc thành Thân Hành đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhớ ra rồi, tối qua tôi cũng nhận được cú điện thoại gọi đến từ một người rất giống với Thân Hành, nói là cần tiền để cứu mạng gì đó đó. Tôi cũng nhận được, tôi cũng vậy. Nhưng mà gần đây nhiều vụ lừa gạt qua điện thoại quá nên tôi đã cúp máy. Có phải chị ấy bị người ta gạt không? Chị ấy nói chắc chắn không phải lừa đảo, bởi vì đối phương biết gọi chị ta là bà cô, và lại cũng biết là hôm nay chúng ta khai trương, còn kêu chị ta sáng sớm hôm nay đi chuyển khoản, chuyển tiền xong mới quay về tiệm. Phải ha, lúc người đó gọi đến cũng gọi tôi là Lạc Đồng. Người đó cũng nói là đồng nghiệp với nhau, kêu tôi giúp đỡ. Không lẽ Thân Hành có chuyện thật sao? Chắc chắn là lừa đảo rồi. Tôi đã kêu chị ấy báo cảnh sát rồi đó.
tôi về rồi nè. Hey, nếu đã về rồi có nghĩa là không sao. À, ông chủ ơi, xin lỗi nha, tôi về lại lục chơi. Hôm nay tôi ráng về sớm rồi. Lúc qua hải quan đông người quá nên mới tới trễ. Xin lỗi nha. Đúng ra nên gọi điện thoại về để báo bình an chứ. Ờ, điện thoại tôi hết pin rồi. Bỏ đi, nếu như đã về rồi, còn không chúc Tết đi. Dạ. Vậy tôi chúc cho ông chủ ước gì được nấy và chúc cho tiệm hải vị làm ăn càng phát đạt hơn. Cảm ơn, chúc cậu sức khỏe dồi dào. Lì xì của cậu, má tôi đã cầm cho cậu đó. Dạ. Ờ, chị Mũi Lớn à, vậy tôi chúc chị trẻ mãi không già. Sức khỏe dồi dào. Cảm ơn. Má nuôi thì quan trọng nhất là sức khỏe dồi dào. Đây, cái này của ông chủ, cái này của má nè. Cảm ơn má nuôi. Nè Thân Hạnh à, có phải cậu lại gây ra chuyện không hả? Có phải cậu kêu bảo cô cậu chuyển khoản 5.000 vào tài khoản của bạn cậu không? Gì mà 5.000, gì mà gây ra chuyện chứ. À, chú Hán à, chú có thể cho con mượn 5.000 không? Tháng sau con trả lại cho chú. Lại 5.000? Vừa rồi chị ấy nói chuyển khoản 5.000 vào tài khoản của bạn cậu mà. Con đâu có kêu bà ấy chuyển 5.000 cho bạn con đâu. Vậy thê thảm rồi. Chị ấy vô duyên vô cớ mất đi 5.000. Sao lại có người xấu xa vậy chứ? Ê, chiêu trò không sợ cũ, quan trọng là có người tin thôi. Sao bà cô lại sơ ý tới vậy? Ê, coi như của đi thay người đi. Ê, con còn nói những lời như vậy nữa, mau tới sở cảnh sát coi bà cô của con làm sao đi. Dạ. À, mọi người có cảm thấy kỳ lạ không? Tên lừa đảo đó có hết số điện thoại, tên của mọi người, còn biết tìm hải gì hôm nay khai trương. Có phải các cậu đang chơi trò đùa ác với người ta không? Ê, đầu năm đầu tháng sao chúng tôi có thể giỡn kiểu đó được? Có khi nào có người làm mất điện thoại bị người ta lượm được, sau đó gọi đến từng số điện thoại để gạt tiền không? Lúc nãy tiểu Hoa nói là mất điện thoại đó. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Vậy chắc chắn có người đã nhặt được điện thoại của tiểu Hoa, sau đó gọi cho từng người chúng ta định lừa đó. Ồ, vậy có nghĩa là tuy tiểu Hoa không có giết chị ấy, nhưng mà chị ấy là vì tiểu Hoa mà chết. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Không phải, tức là chị ấy bị mất tiền là do tiểu Hoa làm mất điện thoại đó. Thường ngày chị ấy vừa tham vừa coi trọng tiền như vậy, bây giờ tự nhiên bị mất đến 5.000 đồng. Tôi nghĩ chắc chị ta sẽ khóc tận 3 ngày 3 đêm qua. Vậy là tôi đã làm hại chị ấy. Cô đâu phải cố ý đâu. Cô bị mất điện thoại di động đã là thê thảm lắm rồi. Tiểu Hoa còn trẻ, còn nhiều cơ hội để kiếm tiền, chỉ tội nghiệp cho chị ấy thôi. Không lẽ bắt Tiểu Hoa đền tiền cho chị ấy sao? Nè Tiểu Hoa, nói thật nha, có khi nào cô thông đồng với Đồng Hương để lừa chúng tôi không vậy? Tôi không có, tôi không làm vậy đâu. Chú Hán, anh có thể ăn bậy nhưng nói thì không được. Không có chứng cứ sao có thể trách Tiểu Hoa được? Dù Tiểu Hoa làm mất điện thoại bị tên lừa đảo nhặt được dùng để gạt tiền cũng đâu phải là lỗi cô ấy. TV ngày nào cũng nói rồi, khi mọi người cảnh giác bị lừa, tại mọi người không chịu nghe thôi. Tôi xin lỗi Tiểu Hoa. Tóm lại lần này chị ấy gặp xui xẻo thiệt rồi. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, xuống qua tiệm đi, làm việc đi. Làm việc đi. Tiểu Hoa, cô đừng có trách họ, họ chỉ nói giỡn thôi. Không có. À phải, chiều nay có thể giúp tôi đem một số hồ sơ cho Minh không? Bởi vì chiều nay tôi đi chúc Tết, không lãnh đẹp cho cô ấy. Dạ được. Tổng cộng chỉ có 5.000 hơn, đền cho chị ấy xong là hết tiền rồi. Tuần sau còn phải đóng tiền thuê nhà, tính sao đi? Rẻ quá, tiếc là không đủ tiền. Hai ngày nay mình phải cố gắng đi lấy lì xì mới được. Wow, giảm giá tới một nửa, rẻ thiệt đó. Đúng đó. Nè, cái này cũng đẹp đó. Đúng đó, cái này cũng đẹp nè, màu hồng nữa. Đúng vậy. Nè, không phải nói là đến mua cái nồi cho gia hảo sao? Sao trở thành mua quần áo vậy chứ? Quần áo mà, con gái ai mà chơi nhiều chứ? Nè, đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ. Đàn ông mua đồ thì nhắm vào mục tiêu, phụ nữ mua đồ, cả những thứ nằm ngoài mục tiêu cũng không tha đó. Bởi mới nói, đi dạo mua sắm với họ cực hơn đi leo núi nữa đó. Ông nội à, ông đi dạo mua sắm với tụi con thì coi như là luyện tập trước khi đi leo núi đi. Nè, hay là vậy đi, quý bà thì chọn quần áo, còn chúng tôi thì chọn nồi, vậy được chưa hả? À... Wow, anh chọn hả? Em thì không tin vào ánh mắt của anh cho lắm. Hay là tôi qua đó chọn cùng với họ nha. Được đó, vậy tôi chọn quần áo. Được rồi, vậy chúng ta chia nhau mua đi. Đi. Được, mau lên. Chọn áo trước đã. Tiểu Hoa, xin lỗi nha, tôi đến trễ hơn một tiếng, cô đừng ra khỏi cửa sớm quá nha. Chết rồi, có phải mình đi sai chỗ rồi không? Sao chị Minh vẫn còn chưa tới? Ủa, sao Tiểu Hoa vẫn chưa đọc tin nhắn? Vừa không đọc tin nhắn, gọi điện lại không được, không phải có chuyện gì chứ?
Thật ngại quá. Hả? Tôi có hẹn với người ta đi lấy đồ, tôi phải đi trước. Bye bye. Nè, Tiểu Qua, xin lỗi nha. Chị Minh, chị đến rồi thì tốt quá. Tôi còn sợ tôi đi sai chỗ lại không dám đi. Tôi sợ chị không tìm được tôi. Cô không có đi sai chỗ là tôi tới trễ. Nhưng cô lại không coi tin nhắn, đâu có thấy báo đã xem chứ. Cho nên mới gọi điện cho cô. Mà cô lại không có bắt máy. Sau đó tôi gọi đến An Quy, họ nói tôi mới biết. Thì ra cô đã tới đây rồi. Còn nói cô mới làm mất điện thoại, cho nên tôi vội chạy đến đây. Đúng vậy đó chị Minh, tôi xin lỗi làm chị phải vội như vậy. Không sao đâu, là tôi đến trễ thôi. À phải rồi, cái này ông chủ nói đưa cho chị. Cảm ơn nha. Sao áo của tôi lại rách nguyên cái lỗ vậy? Áo này tôi mới mua đó. Bây giờ chỉ còn thời gian không, tôi giá lại giùm chị. Xong rồi. Cảm ơn Tiểu Hoa. Thật sự không giống là giá lại đó. Cô giỏi thật, Tiểu Hoa cái gì cũng biết. Tại em chỉ sống một mình, nhờ vào bản thân nên cái gì cũng biết. À phải rồi, cô định đền cho đồng nghiệp của cô 5.000 thật hả? Tự chị ta bị người ta lừa không liên quan tới người khác. Vậy mà cô cũng đền cho chị ta. Rõ ràng chị ta ăn hiếp cô. Thật ra ông chủ cũng nói em không cần đền, chỉ là bản thân em muốn đền cho chị ấy mà thôi. Chị ấy cũng đã già rồi, bị người ta lừa mất 5.000 cũng thê thảm lắm. Đây là vấn đề nguyên tắc, cô không nên đền đâu. Không lẽ chị ta bị người ta cướp, bị mất hết tiền, cô cho rằng chị ta đáng thương rồi lại đền tiền nữa? Không được. Dù gì ngày mai tôi cũng phải lên An Quy. Nếu như họ còn ép cô nữa, tôi sẽ lý luận với họ. Đừng mà chị Minh, em không muốn làm cho quan hệ mọi người căng thẳng. Dù thế nào, tóm lại cô phải giữ vững lập trường, đừng có đền. Em lượm giùm chị. Không cần đâu. Cái lì xì này là tôi cho cô. Tôi chúc cô năm mới mọi chuyện đều thuận lợi. Cảm ơn chị Minh. Ủa, sao lại có cái điện thoại ở đây? Điện thoại của em, sao nó lại rơi xuống gầm giường? Bây giờ em không cần phải mua điện thoại nữa. Cô tìm lại điện thoại là chuyện nhỏ, chứng tỏ đồng nghiệp của cô bị lừa đảo không liên quan tới cô mới quan trọng. Đúng đó, bây giờ em không cần đền tiền nữa. Chị Minh, cảm ơn chị. Nè, cô kia, mở cửa. Chuyện gì vậy? Kiếm cô hả? Mở cửa. Không đi. Phải đâu, chắc người đàn ông mở ở phòng cửa. Kế bên bị say rượu đó. Hả? Có nghe không vậy? Ban ngày ban mặt mà bị say rượu đó. Anh ta bị bạn gái của anh ta bỏ, cho nên suốt ngày đi nhậu nhẹt. Đến khi uống mở say rồi đi. Lại qua đây gõ cửa kiếm bạn gái. Sao chỗ cô này lộn xộn quá vậy? Nguy hiểm quá, làm sao mở ở được cửa đi. Sao cô không tìm chỗ ở khác? Thật ra chị mở Minh cửa. Sau khi chị giúp em lấy lại tiền cọc, nhất thời em cũng chưa tìm được ngay một chỗ thích hợp. Chỗ này tuy hơi phức tạp, nhưng giá thuê lại rất rẻ. Đợi sau khi qua Tết em sẽ tìm nhà thôi. Mở cửa. Đồ đàn bà hư. Một chút quà mọn. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào. Năm nay kiếm nhiều một chút. Hộp lớn này là của anh. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Đây, đại cát đại lợi. Mọi việc suôn sẻ. Làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn. Chị Minh, mà dùng trà. Cảm ơn Tiểu Hoa. Phải rồi. Chị Ái đâu? Chị ấy bị lừa mất 5.000. Chắc tức giận quá, làm huyết áp bị tăng. Hôm nay nghỉ bệnh rồi. Tiền tài là vật ngoài thân, coi trọng đến vậy sao? Ảnh hưởng đến sức khỏe thì không đáng. Vậy em vào làm việc trước. Nè. Tiểu Hoa. Hả? Chuyện gì? Tôi đi làm việc trước, có gì nói sao? Thật ra tôi quen biết Tiểu Hoa bao nhiêu năm rồi. Cô ta thực sự không hề thay đổi chút nào. Ông chủ Luân à, anh nhất định phải giúp tôi trông coi cô ấy. Mình tất nhiên rồi. Tiểu Hoa làm việc chăm chỉ lắm. Chỉ nói gì cô ta làm mất điện thoại thôi, mà cũng không chịu mua cái mới. Mai mở hiền gặp lành, cô ta lại tìm được. Thì ra cô bé ngốc đó làm rơi cái điện thoại di động ở dưới gầm giường. Anh nói cô ta có phải hậu đậu không? Có nghĩa là Tiểu Hoa đã tìm lại được điện thoại. Tiểu Hoa, thì ra cô tìm lại được điện thoại rồi hả? Đúng vậy. Vậy thì tốt rồi. Vậy có nghĩa là trước đó chị Ái bị lừa mất 5.000 là không liên quan đến Tiểu Hoa. Thực ra đáng lẽ bản thân tôi cũng định đền tiền cho chị Ái, nhưng bây giờ tôi tìm lại được điện thoại, tôi sẽ không đền 5.000 lại cho chị Ái nữa. Nếu như không liên quan tới cô, tất nhiên không cần đền rồi. Nếu như không phải Tiểu Hoa làm mất điện thoại, vậy thì là ai? Nhưng mà tên lừa đảo đó nắm rõ hết thông tin của tất cả mọi người ở đây. Thôi chú Hán à, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Chúng ta làm việc thôi. Điện thoại ai treo vậy? Nè Thân Thành. Hả? Điện thoại cậu treo kìa. Vậy sao? Phải ha. Không phải cậu chứ, xài điện thoại cổ lũ sĩ tới vậy hay sao? Phải đó, cậu là tín đồ điện thoại mà, xài cái cổ vậy sao? Điện thoại bị hư rồi đem đi sửa rồi xài đỡ thôi. Thanh Thân Hành, cậu nói dối.
Hôm qua tôi đến công ty viễn thông gia hạn hợp đồng tôi thấy cậu. Xin lỗi nha, tôi làm mất điện thoại rồi. Giọng nói quen quá vậy ta. Anh đã báo mất điện thoại chưa? Đã báo mất rồi, tôi muốn lấy lại sim. Vậy là phiền anh đưa tôi chứng minh nhân dân. Ờ. Chính là vậy đó. Thành thân Hành, con làm mất cái điện thoại hồi nào vậy? Thì trong mấy ngày về đại lục chơi đó. À, vậy có nghĩa là người bị tên lừa đảo lượm mất cái điện thoại để gạt tiền là cậu, không phải Tiểu Hoa. Vậy bây giờ mọi chuyện được sáng tỏ là tốt rồi. Thành thân Hành, con làm mất cái điện thoại tại sao con không lên tiếng hả? Làm cho bà cô của con bị tăng huyết áp còn đúng là quá đáng mà. Hèn gì tên lừa đảo đó biết hết số điện thoại của mọi người, biết hết mọi người tên là gì. Tên lừa đảo đó biết gọi cho chị ấy là bà cô, đáng ra chúng ta phải đoán được chính là cậu. Chỉ là không ngờ có người cố tình che giấu thôi. Tôi không cố tình che giấu mà. Tôi vừa mới về, tôi tới trễ là tôi đã hoang mang lắm rồi. Tôi về đại lục làm mất cái điện thoại, tôi sợ má nuôi la tôi nên tôi mới không nói. Sau đó nghe mọi người nói tôi mới biết là thì ra bà cô mới bị lừa mất 5,000. Đương nhiên tôi không dám nhận rồi. Tôi cũng vừa mới biết là Tiểu Hoa làm mất cái điện thoại thôi. Tôi không biết rằng như vậy liên lụy tới cô. Tôi xin lỗi nha ông chủ. Người cậu phải xin lỗi không phải là tôi đâu. Nạn nhân là Tiểu Hoa đó. Xin lỗi nha Tiểu Hoa. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cảm ơn cô Tiểu Hoa. Nè, vừa rồi tìm tôi có chuyện gì? Ờ đúng vậy, nhưng mà bây giờ không có chuyện gì nữa. Ờ thật ra là tôi đã mua một cái điện thoại giá rẻ định đưa cho cô, nhưng mà bây giờ cô đã tìm lại rồi, chắc là không cần nữa. Cảm ơn anh, làm anh phải tốn tiền rồi. Ờ cũng không tốn được bao nhiêu, chỉ có mấy trăm thôi, đắt tiền tôi cũng không mua nổi. Cũng không tệ, dùng xài chơi cũng được lắm. Nè, dù gì tôi cũng mua rồi, cô cầm lấy xài đi, coi như dự bị vậy, tôi bỏ vào túi sách của cô nha. Ờ. Đầu năm đầu tháng mà cô lại xui xẻo như vậy. Còn xém bị đổ oan là trộm cướp. Tôi đi chùa Sa Công tiện thể cầu luôn cho cô một cái bùa bình an, mong rằng cô năm nay mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Tôi bỏ vào túi sách của cô nha. Không ngờ anh mê tín như vậy còn tin vào mấy cái này. Cảm ơn anh vì đã quan tâm. Tôi đúng là hậu đậu, chắc là bị người đàn ông say xỉn hôm đó làm sợ quá. Thì ra bộ hồ sơ quên ở nhà cô còn giữ giùm tôi. Tôi còn tưởng làm rơi trên đường chứ. Chỗ này phức tạp lắm, chị không cần cố tình lên đây đâu. Chị gọi cho em đem xuống cho chị cũng được mà. Tại tôi thấy ngại. Phải rồi, vừa rồi lúc tôi lên đây không thấy người đàn ông say xỉn đó nữa. Có phải anh ta dọn đi rồi không? Không có, chắc anh ta đi nhậu thôi. Đồ đàn bà khốn nạn. Vừa nói Tào Tháo đến ngay. Mở cửa không ra cần đi. Sợ, anh ta gõ cửa một hồi sẽ đi thôi. Hả? Mở cửa. Nè, mở cửa. Cô có nghe không hả? Cô kia. Đừng qua đây, qua đây tôi đánh anh đó. Cô kia, chịu vậy rồi hả? Anh vào lộn phòng rồi, đi. Gì mà vào lộn phòng? Lộn phòng rồi. Phòng kế bên mới đúng kìa. Đi. Đây rõ ràng là nhà của tôi mà. Đây không phải là phòng của anh. Đi. Trời ơi, đã nói không phải mà. Kế bên mới đúng. Đi. Bên phải nè. Ổn rồi. Để ngày mai tôi kêu anh ta định cái khóa cho cô ha. Nè, anh khoan đi đã. Anh xem, cái khóa bị bể như vậy tối nay làm sao mà ngủ. Có phải nên sửa lại cái khóa trước không? Cô à, bây giờ mấy giờ rồi? Thì cô lấy đại cái ghế nào đó chặn lại, ngày mai mới sửa cũng được mà. Nè, như vậy không được. Anh còn phòng nào khác không? Không có. Vậy đêm nay tôi không trả tiền thuê đâu. Sao cũng được. Đêm nay tôi miễn tiền thuê cho cô. Cô đừng phiền tôi nghe. Vậy cũng được. Vậy tiết kiệm được tiền thuê một đêm rồi. Nè, không phải chứ, cô định ngủ ở đây hả? Một đêm thôi mà. Một lát sau khi chị về, em lập tức dùng cái giường chặn cánh cửa lại. Không được, tôi vẫn không thể yên tâm. Hay là vậy đi, tạm thời cô dọn qua nhà tôi ở đỡ, đến khi cô tìm được chỗ mới thôi. Wow, thơm quá. Tiểu Hoa, cô giỏi thật đó. Tủ lạnh của tôi cũng đâu có thứ gì, vậy mà cũng nấu được hai món mặn, một món canh. Chúng ta bận cả buổi tối, đến giờ vẫn còn chưa ăn. Em thấy tủ lạnh của chị có gì lấy ra nấu thôi, không khách sáo nữa. Đột nhiên làm tôi nhớ lại khoảng thời gian nửa năm mà chúng ta ở Quảng Châu. Tôi không ngờ là qua bao nhiêu năm rồi tôi vẫn được ăn món mà cô nấu cho tôi. Đúng vậy đó, em còn nhớ là lúc đó vào bữa cơm tối chị chỉ ăn rau không ăn cơm. Cô còn dám nói bữa ăn nào cũng hai món mặn một món canh, còn có chè nữa. Cô có nhớ không, lúc đó tôi đang giảm cân còn bị cô làm cho lên cân lại. Chị Minh, nhà chị có lá trà không? Có chứ, cô muốn uống hả? Để tôi pha cho. Cảm ơn. Không có gì. Ủa, sao cô lại đứng ở đó? Có thứ này chị không muốn nhìn thấy đâu. Em đã xử lý rồi, em đem đi bỏ trước. Cô mới bắt được thằng Lằng hả? Đúng vậy đó, cô còn nhớ tôi sợ thằng Lằng sao? Suốt đời này em cũng không quên.
Cảm ơn cô nha. Cô có biết không, trước đây tôi có làm một cái bẫy như vậy để ở đó, không ngờ là đã bắt phải bạn của nó. Con này có chết cũng không chịu vào đây, làm tôi liên tục mấy bữa nay thực sự không thể nào ngủ. Mấy cái chai nhựa đó không hiệu quả đâu, chưa chắc chúng sẽ vào trong. Ngược lại lỡ như khiến bọn gián kéo tới càng ghê gớm hơn. Tiểu Qua, vào đây đi. Thật là ngại quá. Hồi trước Tết tôi có thấy khuyến mãi lớn cho nên đã mua rất nhiều quần áo còn chưa dọn dẹp. Cái phòng này thường ngày tôi hay dùng để chứa đồ, chưa bao giờ đón tiếp ai vào ở. Cô đừng có chơi chật chội nha. Không chật chội đâu, thoải mái hơn nhà trọ mà hồi trước em ở rất nhiều. Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi. Tôi cảm ơn cô mới đúng. Nấu cơm cho tôi ăn còn bắt thằng lằn giùm tôi nữa. Nè, nhưng mà cũng khuya rồi, không làm phiền cô nghỉ ngơi. Chị ngủ ngon, ngủ ngon. Tôi đã xem qua danh sách những thiết bị lọc nước mà anh đưa cho tôi. Tôi cho rằng tôi cũng có thể mua hai bộ để đặt ở trại bào ngư. Ừ. Anh có thể giới thiệu ông chủ của công ty đó cho tôi biết không? Được chứ, để tôi sắp xếp. Ừ. Còn nữa, trước đây anh có nhắc đến việc đi tham quan trại bào ngư ở Nhật Bản. Anh có cho rằng tôi nên đích thân đi một chuyến không? Nếu như cô có thời gian á, thì nên đi. Nè, Nhật Bản là một trong những nơi sản xuất bào ngư chủ yếu. Thiết bị của họ rất hiện đại, cô thực sự nên đi tìm hiểu và tham quan cho biết. Ừ. Có thể tôi sẽ kêu luôn giám đốc ở đó đi cùng. Ừ. Anh có thể cho tôi thêm những tài liệu bên đó không? Được thôi. Ừ. Thực ra thời gian gần đây thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh vừa phải dạy cho người ngoài ngành những kiến thức liên quan đến bào ngư, vừa phải giới thiệu những người làm trong ngành cho tôi quen. Để bữa khác tôi thực sự phải mời anh một bữa thực thịnh soạn, coi như đền đáp công lao của người thầy. Cô gọi tôi là thầy thì nghiêm trọng quá. Chúng ta là bạn học cho nên nghiên cứu thôi. Xin lỗi nha. Ừ. Alo, chuyện gì? Hồ Lưu Thủy. Sao như vậy? Một cô gái không tiện lắm đâu. Đúng rồi. Nè, trước đây anh nói có một căn hung trạch cho thuê giá rẻ, có đúng không? Cô ấy không ngại đâu. Đúng rồi, anh có thể sắp xếp cho cô nhà sớm không? Vậy cảm ơn nha, bye bye. Sao vậy? Tìm nhà giùm người ta hả? À đúng rồi, Tiểu Qua đó, cô ấy muốn dọn nhà sớm. Hiện giờ mọi người trong tiệm An Quy đều đang tìm nhà giúp cô ấy. Quan trọng nhất là giao thông tiện lợi và giá thuê rẻ. Chị Minh, Tiểu Qua về rồi hả? Dạ đúng. À chị à, em tìm được nhà để dọn đi rồi. Tối nay em sẽ dọn dẹp hành lý, ngày mai sẽ dọn đi. Cô dọn đi đâu vậy? Nè, cô định dọn đến căn nhà hung trạch đó thật hả? Sao chị biết? Hồi sáng lúc tôi nói chuyện với ông chủ Luân, ông ấy nói tôi biết. Em cứ đi coi căn nhà hung trạch đó, thực ra em không sợ. Con người làm việc trong sáng đàng hoàng sợ gì chứ. Nhưng mà tiếc là căn nhà hung trạch đó lại cũ quá, chủ nhà không chịu sửa lại cho nên em đã bỏ rồi. May mà bạn của ông chủ có căn nhà nhỏ ở hồ Lưu Thủy. Tuy là hơi xa, nhưng mà em đã coi qua quang cảnh ở đó cũng đẹp lắm. Chim hót hoa thơm. Mỗi ngày em có thể tập xong công phu mới đi làm. Nhưng mà hồ Lưu Thủy xa như vậy, đi về về phải mất 3 tiếng đồng hồ đi xe. Tôi sợ cô không ngủ đủ giấc, không có tinh thần đâu. Không sao, lúc ngồi trên xe em có thể ngủ thêm. Phải rồi chị Minh, đây là tiền thuê của mấy ngày nay, chị đừng chê nha. Em trả cho chị theo giá tiền ở nhà trọ đó. Ủa, nhưng mà hình như không đúng số tiền. Hả? Đáng ra cô phải đưa tôi tiền thuê trước kỳ của một tháng. Nếu như giá thuê ở hồ Lưu Thủy và khu Cửu Long bằng nhau, tất nhiên cô chọn Cửu Long rồi, tiết kiệm được tiền đi xe. Chị Minh, ý của chị là em có thể sống ở đây sao? Chị nói thật hả? Đúng vậy đó. Chị Minh, chị đúng là quý nhân của em. 谁曾讲花开总结果，如阳光天黑透便会光，常言道与会过，路总通向远方。从前的不需想太多，来年的即将发现更多，同行万里有我，携手一起领放。同行中。 一丝一丝的捉紧最美的盼望，同成长，亲手的一笔一笔去兑现成。